chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu về sản phẩm mới là tủ lốc cơ sắt đựng điện thoại kết hợp với khóa chìa. Tủ có chất liệu là sắt sơn tĩnh điện cao cấp, độ dày của tủ là 0.7mm. Mỗi ngăn tủ được thiết kế để phù hợp đựng điện thoại và các vật dụng nhỏ như là ví tiền, chìa khóa. Tủ có bảng lề âm giúp thao tác đóng mở tủ dễ dàng, hạn chế tiếng ồn như các dòng tủ truyền thống. Có thể kết hợp các loại khóa cho tủ như khóa chìa, khóa háp để tăng độ bảo mật cho khách hàng. Ngoài ra, bên cạnh màu ghi xám, khách hàng có thể chọn lựa được nhiều màu sắc khác cho tủ như màu đỏ, màu xanh đậm, cam, vàng, tím, v.v. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn tủ đáp ứng được nhu cầu. Xin cảm ơn.